Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tổng kết công tác năm 2022 và triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ. Nhìn lại năm 2022, nhờ có quyết tâm cao, sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ còn một chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động xã hội là không đạt được. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định, Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế đạt 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch từ 6 đến 6,5% và là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thu ngân sách nhà nước tăng 24% so với năm 2021, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,5% so với năm trước, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân đạt 22 tỷ đô la, tăng hơn 16%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2021. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, tiếp tục duy trì xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với kim ngạch khoảng 11 tỷ đô la. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm, thị trường tài chính, tiền tệ vẫn cơ bản ổn định. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nhiệt liệt hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành quả và những nỗ lực phấn đấu đóng góp to lớn đó, phân tích những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém còn tồn tại. Tổng Bí thư chỉ rõ chúng ta cần tiếp tục kế thừa, phát huy 3 bài học đã rút ra được tại các hội nghị trước, đồng thời bổ sung thêm bài học mới, cụ thể của năm 2023, tạm gọi là bài học thứ 4. Nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động, nhạy bén, nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề, việc nào làm dứt điểm việc đó, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí, nguồn lực. Thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn, kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Tổng Bí thư chỉ rõ, đây là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trung ương Đảng đã có kết luận, Quốc hội đã có nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, trong đó xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2023. Chúng ta cần chủ động đối với mọi tình huống, đặc biệt là những khó khăn, thách thức mới phát sinh. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tích đã đạt được. Vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa 13 là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức lớn. Trong năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp từ trung ương đến địa phương, xây dựng chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo, các bộ máy của nhà nước.
Tôi nói nhấn mạnh chữ thật sự vì nước, vì dân, đừng có đóng kịch, đừng có chỉ làm những động tác giả, mà phải hết lòng, hết sức vì nước, vì dân. Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn, phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, có cơ chế chính sách để khuyến khích bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng mà phải siết chặt kỷ luật kỷ cương, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách, để không thể, không dám, không muốn tham nhũng, đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bà lùi, lo ngại rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ làm cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận nào đó cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ, phải có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa quốc. Tổng Bí thư tin tưởng chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động quyết liệt, hiệu lực hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang kỳ vọng, đang đòi hỏi, trông chờ chúng ta ở các đồng chí. Xin chúc toàn thể các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công, mà nhất định phải thành công. Thưa quý vị, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát biểu chỉ đạo rất tâm huyết, sâu sắc, tổng thể, toàn diện trên các lĩnh vực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo thêm động lực, truyền cảm hứng, là nguồn động viên khích lệ to lớn và là những đánh giá sát thực, tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt cho chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương trên cả nước triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những năm tới. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sát, lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự chủ động tích cực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể nhân dân, các địa phương, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đối với mọi mặt hoạt động của chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước các cấp trong những thời khắc đầy khó khăn, thách thức vừa qua. Tuy nhiên, như đồng chí Tổng Bí thư đã căn dặn, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan mà phải tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực để tiếp tục biến nguy thành cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Bước vào năm 2023, năm bản lề để thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025 với phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, chủ động, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Chính phủ, các bộ ngành địa phương xin hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân và đặc biệt với đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm, dứt khoát không để bất ngờ đột xuất về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không để mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Chính phủ, từng thành viên Chính phủ, từng đồng chí tư lệnh ngành, lãnh đạo các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành, khơi dậy khát vọng, thúc đẩy tinh thần hăng say, nhiệt huyết cống hiến, đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng cả nước nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiến lên, giành nhiều thắng lợi mới theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại hội nghị Chính phủ với địa phương hôm nay, các đại biểu bày tỏ những điều tâm đắc về tình hình kinh tế xã hội trong một năm vừa qua. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá khách quan tình hình thực tế, đề xuất nhiều biện pháp và đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết 01 năm 2023. Các đại biểu cho rằng mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2022 là khá ấn tượng, nhất là trong bối cảnh CPI tăng thấp 3,15%. GDP bình quân đầu người năm 2022 trên 4.100 đô la Mỹ, tăng 393 đô la Mỹ so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức đạt kỷ lục mới với trên 732 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 11,2 tỷ đô la Mỹ. Nhiều công trình giao thông trọng điểm quốc gia đang gấp rút thực hiện. Tôi cho rằng là rất đáng mừng là kinh tế vĩ mô đã ổn định, lạm phát chúng ta kiểm soát, đặc biệt là năm cân đối lớn của nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng. Và đi liền với đó là đời sống nhân dân ngày càng có hiệu quả và các cái chính sách an sinh xã hội thì được đảm bảo. Chúng ta giữ vững cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cái điều đáng mừng là đời sống nhân dân cơ bản ổn định và cải thiện. Theo điều tra của Tổng cục Thống kê, bình quân thu nhập đầu người năm 2022 của chúng ta ở 46 triệu đồng trên người và trên tháng. Như vậy là tăng 9,5% so với năm 2021. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại hạn chế của năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ để chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác ngay từ những ngày đầu của năm 2023. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung chỉ đạo hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, quan trọng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, nhất là các dự án thành phần thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, phối hợp cùng với các địa phương khởi công đúng tiến độ các dự án đường cao tốc hiện nay đã giao cho một số địa phương và tập trung hoàn thành, khánh thành và đưa vào hoạt động một số dự án nằm trong dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Thì thành phố cũng vui mừng khi kinh tế xã hội thành phố phục hồi mạnh mẽ, đạt được quy mô và tốc độ như trước khi dịch diễn ra. Cũng như Chính phủ thì thành phố tập trung quyết liệt giải quyết những cái dự án đầu tư, dự án sản xuất mà vướng mắc kéo dài nhiều năm, từ đó làm khơi thông được nguồn vốn và đặc biệt là tạo cái niềm tin rất lớn cho thị trường, cho xã hội. Trong đầu tư chuyển đổi số thì thành phố đầu tư có tập trung, có tính chất nền tảng để thúc đẩy việc chuyển đổi số, nhất là chuyển đổi số trong cái hoạt động hành chính, tức là hướng tới xây dựng chính quyền số cũng như là phát triển kinh tế số. Thì kinh tế số của thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đo lường được là đóng góp 15,3% GDP của thành phố. Thành phố Hà Nội tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác của năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển. Đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, trong đó GDP tăng 7%, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng của thành phố là dưới 4,5%. Cùng với đó, toàn thành phố sẽ quan tâm công tác phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 đảm bảo chú đáo, an toàn, tiết kiệm để mọi nhà, mọi người đều có Tết. Một số đại biểu bày tỏ những điều tâm đắc về tình hình kinh tế xã hội trong một năm vừa qua, như nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, mở cửa nền kinh tế nên đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt dự toán gần 28% và vượt so với cùng kỳ hơn 14%, là một thắng lợi. Cùng với đó là Chính phủ và các địa phương chuẩn bị tâm thế, ứng phó linh hoạt, từ đó nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, kiên định mục tiêu góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, nhưng tùy theo diễn biến tình hình để điều hành, có mục tiêu trọng tâm trọng điểm, phù hợp với diễn biến thực tế,
giải pháp để hóa giải khó khăn, đạt được mục tiêu.